Đúng là cuộc đời cách mạng thật là sang. Mẹ à? Đấy. Các con giỏi thấy chưa? Công việc một ngày ấy bấn cả chân rồi này. Đổ mồ hôi. Sôi cả nước bọt. Mới bán được hàng thì các ông tưởng à? Nhiều khi mà mình ấy vẫn bị các con giời ganh tị xong rồi ghen ăn tức ở. Trong khi một ngày các ông biết là chạy mẹ. Hết 100.000 tiền xăng. Bẩn hết cả quần áo. Tiền ô mô là các ông đã thua thiệt với tôi rồi. Tốn tiền bột giặt với các thứ lắm. Nói chung là chọn đầu. Còn các bạn nông nghiệp các bạn bán cũng ác rồi đấy. Các bạn hot cũng hay. Mình đây toàn nói sự thật đấy. Cây đây là cái cam đường canh. Trước khi các bạn vào các bạn xem cái tiêu đề tôi viết là cái gì đã. Đấy lại bắt đầu mỏ khoét đấy. Ôi sao cái làng mình mà sao để thằng hàng vạn cây bưởi mà sao cháu không tìm được chỗ nào người ta để bưởi nhỉ? Bưởi gốc bưởi to ai? Xong rồi trước khi người ta nên cho lên chậu ấy. Ăn hàng to mà lên cây hàng 50-60 triệu ấy. Chứ không phải cái cây dở hơi này. Nhưng mà rõ ràng ở cái nàng bưởi mình phải để chỗ nào để người ta dâm chứ nhỉ? Chưa tìm ra. Năm nay mày mua sao cây chúng nó săn hết. Săn hết à? Mà con cái thủy nó cứ bảo là một là người ta không bán đâu, hai là làm gì có chó nó mới mua. Thế mà hôm qua tìm được cái vườn kia mà bây giờ vườn ấy phải có mấy chục cây. Nhưng mà thằng gì ở đây nó lấy mẹ 20 cây rồi. Nó còn những cây nó xấu hơn. Nhưng mà công nhận cam đường canh năm nay sao ít quả nhỉ? Cây to này chưa. To là những ít quả đúng không? Cây con sai. Con thì sai nhưng mà nó lại ít lá. Sai quả nhưng mà nó lại không có lá chứ. Ông phải hiểu cái tâm lý cái thằng nó đi nó đi mua hàng ấy là cái mẹ gì nó cũng chê. Bây giờ cây nó nhiều lá thì nó bảo ít quả. Cây nó nhiều quả thì nó sao lại ít lá thế này? Nó khó lắm nhỉ. Những cây nhà khác ấy nó ít quả thì lá nó tốt này. Ở đây thì nó nhiều quả thế là nó lại ít lá. ra nhà mà cây nó tốt lên. Mình bảo sao lại ít quả thế? Ra nhà ông này thì nhiều quả nhưng mà bảo sao ít lá thế? Thế này không ai xem thì tắt bỏ đi. Thực ra là như thế này. Ví dụ Nguyễn Văn Anh nó bảo là không ai xem thì tắt bỏ đi. Thì nói như thế này này thì bình thường người ta bán hàng hay là người ta trình bày quan điểm thì người ta cũng cầm điện thoại xong người ta quay một cái video offline về nhà người ta đăng trên YouTube, YouTube để người ta kiếm lượt xem và người ta bán hàng. Còn phát live stream tôi phát live stream cho các bạn xem như này thì nó đã vượt qua cái ngưỡng của cái người khác. Là người ta chỉ quay xong rồi người ta chọn hình ảnh xong rồi. Ví dụ như đến chỗ nào mà nó cần quay ấy, thì nó bảo là ông bắt đầu nói đi. Còn giai đoạn này chưa quay thì ông không nói nữa mà ông cứ trật tự để cháu nói thôi. Hoặc là không nói nữa, lúc nào quay, bạn đang quay rồi nhá. Là nói phải chọn nọc để còn bán hàng, còn tăng lượt xem đấy. Hiểu chưa? Còn tôi đây thì tôi ở một cái gọi là cái nó khác là như kiểu truyền hình thực tế. Thì có thể là bao nhiêu năm mình đuổi bọn nhoi nhoi đi rồi. Thì đến bây giờ thì các khách hàng của tôi thì người ta đang đi họp hội đồng quản trị này. Người ta đang cho vợ đi công viên hay là cho bà ngoại đi đâu đấy, khám bệnh hay thế nào, tức toàn người của công việc. Thì tầm này nhoi nhoi thì mình đuổi bao năm rồi thì nó ít khách, ít người xem là hiểu thôi. Chứ còn bọn nhoi nhoi thì nó nhiều người xem nhưng nó có mua hàng đâu. Ở trên này thì có mấy chú thì chú ý, mũ bộ đội mấy các thứ linh tinh là có thể người ta mua hàng đấy, nhưng tầm này xem một tí thôi. Chứ còn cấp trên người ta vào thế nào người ta lại phải tắt đi. Đấy cho nên là nói như thế. Hiểu chưa? Đấy cái việc là không ai xem thì tắt bỏ đi là cái vấn đề. Ví dụ như tôi quay cho các bạn như này thì các bạn nào lớ ngớ mà muốn xem trực tiếp hàng ngày. Còn video này cũng như các bạn khác là người ta sẽ quay offline chứ người ta không phát trực tiếp như này. Còn tôi quát phát trực tiếp như này thì ông nào tình cờ ông xem thì xem, còn cái video nó vẫn lưu lại. Tí nữa thì tôi hoặc là đêm nay hoặc ngày mai hoặc ngày kia ngày kia các bạn sẽ, nếu mà có tìm cái này ấy, thì các bạn không tìm ở cái video theo kiểu online này được. Tức là trực tiếp như này mà các bạn sẽ xem ở cái bản trên YouTube. Mỗi tội là khi tôi quay như này thì chất lượng hình ảnh nó sẽ không thể như các bạn ý là dùng điện thoại, dùng máy ảnh bạn quay được. Đấy là bạn ý xong rồi chọn nọc xong rồi hình ảnh nó rất là đẹp. Toàn com nê calavat thế nọ thế kia, lời hay ý đẹp thôi. Còn tôi đây là truyền hình trực tiếp. Đấy thì có những vấn đề gì về các cái nghề hoặc thế nọ thế kia. Thế còn cái chuyện lượt xem hay không thì nó không quan trọng. Quan trọng nhất đầu tiên là khi các bạn ít lượt xem thì các bạn muốn tăng lượt xem. Nhưng mà đến như tôi thì tôi có bảo với các bạn nhiều rồi.
là nếu mà các bạn quay mà chỉ có 2-3 mắt thôi nhưng mà người ta có người mua hàng. Còn hơn là 100 mắt nhưng không có ai mua, nếu mà các bạn hướng tới khách hàng. Còn nếu mà đối với cái tượng mà người ta muốn khăn quàng đỏ các thứ ấy, người ta khoanh tay do người ta thế nọ thế kia, thì các cái sản phẩm người ta hướng đến là 200-300 nghìn hoặc 100-200 nghìn bao ship. Đấy, thì là đông người xem thì người ta vui. Nhưng mà các sản phẩm của tôi đây đông nhưng mà toàn khăn quàng đỏ thì người ta biết cây này cái gì và người ta mua cái gì. Đấy, có tăng cường sinh lý không? Có tóc vàng, tóc xanh, tóc đỏ các thể loại không? Đây là cây cam đường canh nhưng chưa vít. Thì các bạn thấy nó rời rời rạc như này. Còn mục tiêu lớn nhất của tôi là vẫn là cái bản để bản offline ấy. Không, lúc nào đấy hoặc 2-3 năm sau đến khi tôi bốc mã rồi người ta vẫn tìm được là cam đường canh cảnh Tết là như thế nào. Giá mà cái thời điểm thằng dưới hạ giới nó live stream là bao nhiêu tiền đấy. Chứ còn thế này là nói chung là cũng mãn nguyện rồi, chứ không phải là cứ phải có lắm người xem mới là vui. Nó tùy theo mục đích. Các bạn tùy theo mục đích và tùy theo sản phẩm. Đấy, các bạn muốn đi đánh trận thì hoặc là bán được hàng thì là quân cốt tinh không cốt đông. Nói nhoay nhiều nó cũng chả giải quyết gì. Đây là lưỡi hổ này. Đây là cây lưỡi hổ mấy các thứ này. Đây các bạn nhìn nhá, bình thường các bạn đi mua mà các thứ này là các bạn thấy một cây xong rồi ấy đúng không? Đây là cái mô hình trồng để làm kinh tế đây này. Đấy, cây lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ. Cây này gọi cây lưỡi hổ. Đấy, trồng như này cả ruộng như này. Như này trồng như này là cũng mang lại lợi nhuận hơn cả ấy đấy. Hơn trồng lúa đấy. Hơn trồng lúa. Hơn trồng lúa. Cây sung kia bên kia cũng đẹp. Đây là cam đường canh. Bây giờ nó còn live stream ở trên TikTok này, hôm nay còn đéo ăn thua bằng ở trên Facebook của mình. Nếu mà không, ví dụ như tôi phải thay đổi. Sau khoảng 5-6 ngày xong tôi đánh giá là ít lượt xem mà phát là tôi lại lên Facebook tôi live. Facebook của tôi là cái trang góp nhặt cát đá kia thì nói chung là nó không thể lên đến 100 người hoặc 200-300 người được. Nhưng mà nó cũng mấy chục. Nó chắc chắn nó hơn TikTok của TikTok này trong thời điểm hôm nay. Ờ, ông ơi, cái triệu chứng này là một là mưa, hai là bị kích run rồi này. Ờ à. Ông có kiểm tra cái ruộng này sao run chết như này thì là kích run à? À đánh thuốc sâu à? Thế này run chết như này là nếu mà ở trên Hòa Bình là người ta báo công an rồi này. Đúng không? Đây vào tự nhiên run chết như này là phải báo công an luôn. Đội quản lý thị trường với cả công an huyện, công an tỉnh về luôn, như run chết như thế này là thiệt hại kinh tế lắm thế này. Hiểu chưa? Mẹ cái thằng kia mình chửi nó từ hôm qua hôm nay nó vẫn huấn hoa hồng. Thế này run chết như này là phải báo công an ngay này. Kiểu bây giờ ở tôi là chưa ấy. Nhưng mà trên Hòa Bình là nếu mà có hiện tượng run chết như này là dễ bị kích này. Đây là phun thuốc trừ sâu, nó bị mưa là chết. Cho những cái vườn mà cho ăn phân hóa học, à phân hữu cơ ấy. Đây run chết này. Các ông tưởng à. Cái thằng kia thì cố gắng mà. Mày cứ ớt nghiếc các thứ ấy, mày cố gắng mày kiếm tiền đi. Mẹ lúc nào tao live stream cũng huấn mấy thế nọ thế kia. Đây. Đây thì hình như là các bạn đi câu là các bạn mua bao tiền một cân hay sao. Đấy, run chết thì giọng no đấy. Còn cam đường canh đây. Cam đường canh trồng cho nên chậu từ năm ngoái. Xong rồi lên đây đến thời điểm này. Thực ra là thời điểm này là vít là sớm. Ngoài năm gần Tết mới bắt đầu vít cơ. Đấy, vít thì tôi có nói với các bạn rồi, kể cả mộc hương hay hoa hồng hay các thứ thì cái dây đen này thì nó bền. Đấy, cái dây đen này này. Nhưng mà nếu nó bền quá là nếu các bạn thít mà phát mà các bạn thít như hoa hồng ấy hoặc là như mộc hương ấy, các bạn thít vào đây là sau một thời gian là nó như kiểu thắt cổ trai ấy. Là nó siết vào chỗ này. Đấy, còn tất cả người ta vít như này để tán. Nó đẹp. Đấy, cây thì nhiều lá thì nó ít quả. Cây nhiều quả thì nó ít lá. Hàng này hàng to. Hàng này cao cây là nó rơi vào. Nó rơi vào trên 3 mét. Gốc nó tầm 9 phân. Chậu này chậu 86 hay 70 nhỉ? 86. 86. Nhưng mà cái hàng to này ít quả quá. Hàng con này thì nhiều quả, cũng phải vít. Đây là hàng này. Hàng này là hàng con đây này. Đây này. Hàng này thì nó cao khoảng tầm 2 mét rưỡi. Tán cái phần bụng của nó ấy. Thì là cây con với cây to ấy, giá nó khác nhau. Cái này thì to vật vã rồi. Đấy, bình thường là ví dụ như là có người đằng sau ấy. Còn làm một cái này thì thực ra là đến Tết là mọi người là sẽ xảy ra tranh cãi. Đấy, bình thường các ông ấy là cái vùng chuyên canh cam ấy. Ông sẽ so bì cái giá mà của cây cảnh, cây trên chậu bán Tết này. Mấy cái vườn của ông ấy đang trồng.
ông ấy bán được 25 hay 30 nghìn hay 35 nghìn một cân quả. Đây là cam đường canh này. Đấy, thì Tết thì các bạn sẽ thấy là đấy ở nơi các bạn. Còn như các bạn biết là các bạn xem mà xem. Ở vùng của các bạn, ví dụ như các bạn đang ở Đắk Lắk chẳng hạn, thì các bạn xem ra trên 1.000 hộ xem có mấy hộ có được cái cây cam đường canh. Đấy, ở cái vùng tôi này hình như là cũng duy nhất để trồng cây cam đường canh trên chậu như này. Đấy, còn nếu mà với những người khác thì người ta có một cái ruộng cam đường canh để người ta thu quả ấy. Đến Tết người ta đánh một cây cho vào chậu, nếu cây bé thì có thể giữ được lá, giữ được quả. Đấy, người ta chơi theo kiểu tiết kiệm, còn cây này cho vào cái chậu này nó phải đầu, nó phải cuối năm ngoái và đầu năm nay. Đấy, đâu đó là sau khoảng 1 năm cho cây lên chậu, chăm kỳ công lắm thì mới được một chậu như này. Đây nói chung là cũng hoàn thiện rồi đấy. Đấy thì nó mới được như này. Chứ bình thường nếu mà đến khoảng 23 hay 20, các bạn ra ruộng các bạn đánh một cây chanh, à cây cam này này, cam đường canh này lên chậu, thì nó sẽ có những hiện tượng là cây mất nước, nó rụng lá này, xong rồi lá vàng này, xong rồi quả nó rụng. Đấy, cái lá này quan trọng này. Đấy, chứ đến Tết mà không chăm là lá nó vàng là không bán được, mặc dù có sai. Đấy, còn có những năm khác thì với các cái sản phẩm như cây hồng ấy, hồng quả ấy, người tuốt sạch lá chỉ để trên quả trên cây thôi. Nhưng mà thường là với những cái dòng cây này thì cây cảnh ấy là phải chơi từ số lượng quả ấy, nhiều quả, nhiều lá, có lọc, như bưởi là còn có hoa cơ. Đấy, và cây nó ổn định ở trên chậu. Đấy, còn nếu mà các bạn không hiểu thì các bạn Tết các bạn sẽ thấy tôi mà live stream là các bạn ở cái vùng nào đấy mà người ta trồng cam ấy, nếu mà đắt về tao cho, nhưng thực tế người ta không hiểu, mất hơn 1 năm trời xong rồi cho cây lên chậu này chăm. Đây các bạn nhìn bầu này. Đấy, bầu đây này, chăm cá 1 năm trời, ai cũng muốn kiếm tiền thôi, nhưng mà các ông ấy không hiểu. Người tôi bảo người hiểu tôi thì thứ nhất là có sản phẩm này để bán, cái thứ hai là có muốn mua sản phẩm như này. Đấy, thì người ta sẽ hiểu. Chứ còn bây giờ mà ví dụ quay cây bưởi ở trên chậu và các ông toàn so với cây bưởi dưới đất, quay cây cam ở trên chậu cả trồng cả 1 năm mà bán Tết, toàn so với cây cam ở dưới đất của cả nhà các ông ấy thì không so được. Còn ở đây tại sao mà cam đường canh thì ở các nơi khác Hòa Bình, Hòa Biết người ta cũng trồng để người ta bán quả được nhiều ấy, nhưng có phải ai người ta cũng cho lên chậu ấy đâu. Ở đây là cái làng nghề bán cây cảnh chứ không phải bán quả ấy. Đấy, còn so ra thì nhiều khi các bạn ấy so là ví dụ như Tết các bạn ấy mua 20.000 hay 30.000 một cây cam. Cây này có khoảng tầm chục cân, 20 cân hay bao chục cân, 50 cân chẳng hạn. Các bạn so ra 30.000 nhân 50 cân 1,5 triệu. Đây này vít mạnh quá thì là nó cặc rồi, phát rồi, gãy rồi. Bây giờ muốn nó đẹp thì này, đây này vít nó mạnh tay quá này. Thì lại phải ấy đây xong lấy băng dính đen ấy vào. Nó đây như này nó xấu ấy. Đấy, các bạn nhìn thấy. Kiếm ăn đâu đơn giản đâu. Đổ mồ hôi, sôi vào mắt, sôi cả nước bọt luôn. Có được như cái thằng kia đâu. Hiểu chưa? Đến Tết thì nó thay mã. Mà bây giờ là các bạn biết là đấy, tôi hôm nay tôi kể cho các bạn những cái câu chuyện như thế. Cam đường canh. Đấy, kể cả hoa hồng hoặc các thể loại khác thì vẫn phải vít như thế này. Đấy thì nó mới đầy tán. Còn ví dụ như các bạn còn phải làm như ở bên Trung Quốc là làm thành hình lục bình này. Đấy, xong rồi thành hình nọ hoa đấy, lục bình là nọ hoa đấy. Thành hình con ngọn con kia thì nó mới tăng giá trị lên được. Đây là ngay cái giai đoạn cây ở dưới đất, xong rồi cho cây lên chậu, xong rồi chăm sóc, xong rồi giữ quả. Nó có đã vượt qua cái ngưỡng mà các bạn trồng ở dưới đất, xong các bạn bán 20-30 nghìn một cân quả rồi. Đây là bán cây, nó đã cao cấp hơn rồi. Còn khi một cây như này ở bên Trung Quốc là nó có thể nó vít thành hình lục bình, hoặc hình con hiêu, hoặc hình như tí nó cho ra xem ông anh. Nhưng mà bây giờ anh chưa vít đâu, phải đến tầm tháng 11 âm bắt đầu anh ấy vít thành cái cúp. Năm ngoái nhỉ, nhiều thứ lắm. Đây này, quả đây. Đấy. Nó cũng mất thời gian đó. Nó cũng rất mất thời gian. Đây, quả đây. Một cái chùm này nhiều phết đây này. 2 này, 4 này, 6, 7, 9 quả. Một cái cây này chắc là nó cũng phải được đếm bao nhiêu quả, không đếm. Nhưng mà đến khi mà ấy là một quả này cũng tầm gần 2 lạng ấy nhỉ. Cam đường canh nó chín này. Được nặng rưỡi 2 lạng ấy nhỉ. Cây to thì ít quả, cây bé thì nó nhiều quả nhưng cây bé nhiều quả nhưng mà ít lá. Nó còn phải mấy lượt lọc nữa cơ mà. Nó còn mấy lượt lọc nữa đúng không? Nhưng mà hình như là cam nay nó bị mưa xít hay thế nào ít quả đúng không? Nó ít quả, mưa xít hay thế nào nhỉ?
giờ gió giờ bão có mấy cây ông vít mạnh quá nó gãy, nó khạc cổ kìa. Ra lấy băng dính đen buộc vào đây. Đây ở dưới góc kìa. Đây, gãy rồi. Gãy rồi. Nó còn có tí, nó như kiểu là nó giữ lại thôi. Lấy băng dính đen buộc vào là xong. Hàng to này năm nay ít quả nhỉ? Nhưng mà Tết nó chín rồi biết. Nó nhìn nhìn nó ít quả đúng không? Dưới Tết nó lộ rồi. Đếm là biết. Mẹ Tết nó chín nó lộ rồi. Bảo quái nạ như kiểu là bị kích run đi. Anh có lên chọn đi xem vườn muống nào sao quả nào? Bán theo luống cả. Ờ bán cây một thôi chứ. Đâu cây nào mà thế? Đây. Ông cháu mình thì thôi cứ sàng xê đi chứ nè. Nhưng mà cũng ấy, thiệt cho ông quá thì cháu ngay náy đúng không? mày thích chọn cái nào thì chọn, nhưng mà chọn như thế thì giá nó lại khác. Đúng không ông nhỉ? Ông cháu nhà mình chọn 4 triệu một cây cả. Đây. Thật đây. Sáng nay thuê ông nào mà chả có trách nhiệm gì nhỉ? Rồi. Hai luống cơ à? Hai luống nhưng mà cây nào một luống luống còn lấy còn một luống. Đấy, khặc đây. Năm nay mày không muốn lấy thì năm nay bán chạy lắm à? Trước mắt là cứ lấy hai luống cả 6 thì rằm tháng 8 nó chuyển thôi. Sao bảo năm nay kinh tế buồn lắm không à? Buồn. Bọn ở trên xem nay nó cứ bảo là năm nay chó nó mua đây này. Sao chó ở đâu mà lắm thế? Đấy, nhưng mà đáng nhất là phải buộc băng dính đen như này cuốn thế này. Cuốn ở trong. Đấy à? Vít ông nào sáng nay ông thuê ông nào công cao thế. Không, nhưng mà người ta vít bao nhiêu người ta chỉ gãy mỗi cành thôi. 600.000 thì ở cháu cũng 600.000. Chỉ có người ta xem ở trên mạng như này, đéo có ai trả công, nhưng người ta cứ xem thôi. Đây, những cây này cây hỏng đây. Đấy, cây này cây hỏng cái này. Quả thì rất là nhiều nhưng mà ít lá này, xong rồi lá nó vàng đi. Đây này các bạn nhìn lá này. Thiếu sức sống nó sắp các cây này chưa? Nhìn thấy chưa? Đây đây. Cây này là để Tết ăn thử đấy này. Hôm nữa thì mình cho cái gì phải chọn bây giờ vụ. Tao cứ biết tao nhận cho mày hai lúc này. Hai lúc này. Đấy các bạn hình dung chưa? Lá nó ít lá này. Cái thứ hai là lá nó vàng. Đấy nó khác so với cái lá này. Đây cho các bạn xem. Ít lá này. Quả thì cũng sai đấy. Cho nên cây này bỏ hỏng ấy. Không biết này. Đây. Nhìn chưa? Người trong nghề mới biết là màu lá nó cũng là xanh đây nhưng mà xanh khác. Nó thưa lá. Đấy quả cũng nhiều. Thôi mở bát thế là được rồi. Vừa chơi vừa kích. Lá xanh. Lại tranh nhau nhỉ. Ông có giấu ít là cây nào ở trong gầm giường không để cháu còn biết. Cuối năm cháu vẫn lấy thêm cho ông hiểu không? Mà tao còn giấu gầm giường còn 200 cây nữa. về nhà tao phải lôi ra cơ. Đó việc nhẹ lưng cao ấy, trông vậy thôi không phải là nhẹ đâu. Mẹ 100 cây cả một năm trời. Ông nào mà mải mê lô đề cờ bạc bóng bánh là biết ngay, cây biết ngay. Có phải là ấy đâu. Còn cây thì các bạn, những cái cây to như này thì nó hơi ít quả. Các dòng này là chậu thôi để đây không mất. Bưởi đây. Quả thì đến Tết. Tết thì là nó đổi mã. Còn tất nhiên ở trong cùng một luống này này, cùng cho công chăm sóc này này, cùng phun phóng, cùng cho ăn. Nhưng mà các bạn cũng sẽ thấy này. Nhìn thấy cây là đéo có quả chưa? Ít quả. Ít quả. Với cả cây này nó nhiều quả đây này. Thì nguyên tắc bán hàng thì ví dụ như bán theo luống này này. Bán theo luống này. Xong một luống thì bỏ lại được 1-2 cây hay bao nhiêu cây ấy. Hiểu chưa? Chứ còn giá ở đây thì nói chung là các bạn ấy chuyển vào kia một cái cây như này là các bạn chuyển vào lam cũng cước cũng mẹ gần 1 triệu bạc. Đấy. Cái hàng này thì nó cũng hiếm. Hàng này thì nó không như quất. Nó không nhiều như quất. Quất nó nói chung là tìm được một cây to như này thì cũng mấy triệu chứ có ít đâu nhỉ. Ôi, đi tiếp tục cuộc hành trình ấy bưởi nào. Nó chưa có mã ấy, chưa đổi mã. Đổi mã thì đẹp. Tết này được đi ăn cam miễn phí. Tết năm ngoái cũng vui, Tết nào này chưa biết thế nào. Một chùm này xem được bao nhiêu quả nào. 2 2 4 6 8 18 2 2
2, 4, 6, 8, 10, 14 quả cơ, 15 quả. Đấy, đã chùm. 15 quả nhỉ? Ừ, đúng rồi. Chùm này mà cắt đi để thắp hương là ngon đấy. Thôi cho các ông nghỉ đi. Chùm ý là kinh đấy. Cẩn thận gãy. Đúng rồi. Nó lặng quá là nó khọc nó phát đây. Chùm mấy mấy quả. Có một cái chùm làm hàng giả, cái cây này có một cái chùm là giá trị không ạ? Cắt dây. Ông lấy cái kéo kìa. Một chùm mười mấy quả là ông tiếc. Cái chùm cái buộc lên là nó bờ gãy. Nó nặng quá. Nó nặng cả cái cắt con mẹ. Dây để nó treo tự nhiên thôi. Treo này nó bờ gãy. Mười mấy quả. Cứ để mẹ lại để lại. Ừ, đó. Kéo vào được đấy. Lâng lâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Đu đủ bây giờ vẫn còn bé. Đu đủ hôm trước thằng cu em nó đã hỏi, nó bảo khách em có khách về nhà mới muốn tìm cây đu đủ. Mà bây giờ đu đủ bà con lên được có tầm 20-30 phân thì đu đủ. Đó, ông thích thì ra cho xem đu đủ ngay. Nhưng thôi cho các ông nghỉ.